Công ty hóa chất Trần Tiến trân trọng giới thiệu sản phẩm Barium Sulfate. Barium Sulfate có xuất xứ từ Thái Lan, quy cách đóng gói, bao 25 kg. Công thức hóa học BASO4 tồn tại ở dạng tinh thể rắn màu trắng, không mùi và không tan trong nước. Được dùng làm thuốc cản quang trong quá trình chụp X-quang dạ dày và ruột và là chất có tác dụng chống tiêu chảy. Được sử dụng để kiểm tra độ pH của đất. Là chất phụ gia trong sản xuất các loại sơn, giúp tăng độ cứng và độ bền của màng sơn. Có khả năng làm tăng độ bám dính, giữ màu của mực in rõ ràng và không bị phai. Là chất độ trong suốt trong sản xuất nhựa. Là thành phần giúp nâng cao độ trắng bóng của bề mặt giấy. Được sử dụng phổ biến trong khai thác dầu mỏ. Dưới đây là một số hình ảnh sản phẩm thực tế có tại công ty hóa chất Trần Tiến. Công ty hóa chất Trần Tiến hiện đang là đơn vị cung cấp các loại hóa chất cho nhiều đối tác, khách hàng lớn nhằm phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cũng như cho phòng thí nghiệm. Để mua hàng, các bạn có thể liên hệ từ số hotline 0983 838 250 hoặc truy cập vào trang web hoachattrantien.com. Cảm ơn quý khách đã xem video, hãy đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm mới.